Chào tất cả mọi người nha, lại là mình đây. Ngày hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn làm sao tô màu cho thật đẹp. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nha. Bây giờ mình sẽ đi tô màu nha các bạn. Về tô màu xong nhé. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô màu sao cho thật đẹp. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nhé.
Bây giờ mình sẽ tiếp tục tô màu nha các bạn. Rồi màu xanh kia đâu. Đọc hết mà. Với tô màu xong nha các bạn thấy mình tô màu đẹp hay cho em xin một like nha các bạn.